Cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same. You gotta step into my world. Em có chuyện muốn nói với anh. Em nói trước đi. Anh. Em có thai rồi đó. Em nói chuyện này với anh chi vậy? Thì đó là con của anh mà. Ừ, con của anh. Như vậy thì sao? Ủa, ý anh vậy là sao? Thì em có thể tự quyết định mọi chuyện được mà. Làm sao em có thể tự quyết định mọi chuyện được? Em cần phải hỏi ý kiến của anh về việc... Về điều gì? Về tên họ của nó hả? Tên gì cũng được. Họ mẹ hay hơn. Anh đang đùa với em đúng không? Ừ. Thì anh đùa. Nhưng hôm nay thì không. Còn đây là điều anh muốn nói. Hôm nay anh đi Mỹ. Tiền nhà tháng này anh trả rồi. Biết rồi mà, thì từ từ đi anh về, có chuyện gì đâu. Thì tại mấy bữa nay
Em ơi, bạn vết xanh ơi, cho mình hỏi một chút. Mình muốn hỏi đường về nhà bạn á. Chị ơi, chị Trắng ơi, lần này nghiêm túc đó. Cho hỏi nhà hàng xóm của bạn vết xanh hồi nãy á. Không hiểu tiếng Việt hay bị câm vậy? Sao không trả lời? Nè, nè, cô sao vậy? Cô không nói được thiệt hả? Trên nóng phải không ạ? Anh muốn gửi lời xin lỗi tới một cô gái. Em giúp anh nha. Nam, chị nào mới được hết tiền nhanh vậy? Em ơi,
Lộn nhà rồi em. Anh đối xử với quá khứ vậy là không có đẹp đâu à nha. Sao còn chưa đi nữa? Dù sao em cũng mua bánh rồi. Anh ăn xong đi rồi em về. Em M1, M2 hay là M20? Kỳ này á, anh không có dùng số nữa. Anh nghe nè em. Anh dùng dấu chấm hỏi anh hả? Anh quên. Anh dùng chấm chút cảm. Chút xíu anh gọi lại cho em sau. Anh than. Lạ chút xíu nữa thôi mà. Anh đổi gu vậy rồi hả? Đổi gu. Về á, về. Nói cái gì bây giờ ta? Tự nhiên khi không kêu anh nói, chả biết nói gì hết á. Nói chung anh cảm thấy từ trước đến giờ mình là một người may mắn, đầy đủ. Đến khi gặp em, nhìn thấy em vậy, anh cảm thấy mình phải nói là quá may mắn, quá đầy đủ. Vậy mà bây giờ nè, em biết không, anh cảm thấy ghen tị với em nhiều lắm á. Em có biết là em hạnh phúc hơn anh nhiều 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 lắm không? Em được nghe anh nói, hát. Em kể chuyện nữa. Lúc nào em nhớ anh thì em chỉ cần gọi điện thoại thôi. Trước giờ chỉ toàn người khác ghen tị với anh không. Đây là lần đầu tiên đó. Anh thấy anh lỗ quá. Đã nhớ em sẵn rồi, còn phải nói chuyện điện thoại kiểu này nữa. Thì anh lại càng... Thì anh lại càng... Chào anh. Anh cảm ơn em. Em vô nhà chơi. Giấc mơ anh ngủ nào còn đêm thâu, chẳng còn mưa ngâu trong mắt em. Như ánh dương đầu đêm bên em ngọt ngào dâng trào lắng sâu. Em mơ màng say giấc yên bình khi có anh, hạnh phúc. Cảm ơn em, lâu rồi anh mới có lại cảm giác này. Thật sự thì anh không thích những chốn xô bồ, ồn ào. Vì mà không hiểu sao hồi đó anh lại ham chơi như vậy. Anh thích như thế này. Cứ như thế này hoài em nha. Tình đen khắc tên nhau,
Mình rap gần xong rồi đó em. Rap tiếp ha. Em lạ thật. Hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ của hai chúng ta. Tò mò không em? Hôm nay anh có một chuyện quan trọng muốn nói. Anh sẽ nói bằng thứ ngôn ngữ quen thuộc nhất đối với em. Anh tập điều này từ rất lâu rồi. Em nhìn nha. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với anh. Anh nhìn thấy anh không yêu em. Mà anh cần có em trong suốt quãng đời còn lại của mình. Đây nè. Đây là chìa khóa nhà của anh. Và nó đang cần một chủ nhân hạnh phúc. Làm vợ anh nha. Có thiệt là anh ngu dữ vậy không?
Thì ra là anh thích thể loại con gái ngây thơ. Anh đang đùa với em đúng không? Cô không nói được thiệt hả? Con.